mấy anh em nào mà đi rừng mà bắt săn con sóc đen hay còn gọi là trộm sóc, sóc côn đảo mà anh em không có cái file chuẩn để đi làm, thì bên Thuận có file của con đực, con cái với lại mấy cái file chuẩn Thuận đã từng trải nghiệm và bán cho tất cả nhiều anh em. Anh em cần để liên hệ với Thuận số điện thoại trên màn hình để Thuận tư vấn cũng như cung cấp file mới nhất cho anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thank you.